nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ trong công tác xét xử các loại án đạt chất lượng, hiệu quả cao cho các hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ mới. Sáng nay, Học viện Tòa án tổ chức lớp tập huấn Hội thẩm nhân dân 2 cấp thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2021-2026. Hơn 150 hội thẩm nhân dân 2 cấp của Tòa án thành phố về tham dự lớp tập huấn với 3 chuyên đề cơ bản – Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của hội thẩm nhân dân theo Luật Tổ chức tòa án nhân dân năm 2014, kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, xét hỏi tại phiên tòa đối với các vụ án hình sự, dân sự, những nội dung cơ bản của bộ luật hình sự, bộ luật dân sự và phổ biến các quy định mới của pháp luật, chia sẻ những kinh nghiệm xử lý các loại án phức tạp trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự, dân sự và kinh doanh thương mại. Hội nghị là dịp để các hội thẩm nhân dân kịp thời bổ sung kiến thức chuyên môn kỹ năng phương pháp thực hiện nhiệm vụ xét xử giải quyết các loại vụ án thuộc thẩm quyền của tòa án cho hội thẩm nhân dân góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng xét xử của tòa án nhân dân hai cấp thành phố đà nẵng